Đồ gỗ Thành Nhân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày mùng 9 tháng 2 năm 2019, Thành Nhân trân trọng giới thiệu bộ bàn ghế Tần Thị Hoàng gỗ hương vân đỏ Nam Phi cột 16 gồm có 10 món. Thành Nhân đã bàn giao và lắp đặt xong cho anh khách hàng ở Thái Nhà Hải Dương. Đây là bộ bàn ghế Tần Thị Hoàng gỗ hương vân đỏ của Nam Phi cột 16, và gỗ hương vân đỏ thời điểm này là rất là hiếm. Đây là cái bộ chúng tôi làm từ năm trước còn ạ, cho anh khách hàng đặt. Và hôm nay chúng tôi đã hoàn thiện và bàn giao xong đúng vị trí phòng khách của gia đình anh khách hàng ở Thanh Hà Hải Dương. Bộ bàn ghế Tần Thị Hoàng cột 16 gồm có 10 món gỗ hương vân đỏ Nam Phi. Toàn bộ được làm bằng chất liệu gỗ hương vân đỏ của Nam Phi, rất là giá trị và rất là hoành tráng. Và bộ này là yếm niền, toàn bộ là yếm niền. Quý khách có nhu cầu muốn sở hữu một trong những sản phẩm bộ bàn ghế đẹp như này liên hệ ngay với Đồ Gỗ Thành Nhân theo số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110389. Đồ Gỗ Thành Nhân tại cơ sở 1 ở Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội, và tại cơ sở 2 số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Thì mình quý vị xem là Thành Nhân đang giới thiệu bộ bàn ghế Tần Thị Hoàng gỗ hương vân đỏ Nam Phi cột 16 gồm có 10 món, đã bàn giao vào đúng vị trí phòng khách của gia đình anh khách hàng ở Thanh Hà, Hải Dương. Đây là chiếc ghế đơn, bộ này gồm có một đoạn dài, 4 ghế ngắn, một bàn và 4 đôn. Vân gỗ rất là đẹp và toàn bộ vân gỗ tự nhiên 100%. Riêng cái ghế dài là dài gần 3m, 2m97, gọi là 3m. Vân gỗ vô cùng đỉnh cao. Ngoài chất liệu hương đá, hương vân đỏ ra thì luôn còn làm bằng hương đá Nam Phi và gỗ gõ đỏ Nam Phi. Vân gỗ rất là đẹp. Ở phía trong này là bộ bàn ghế ăn gỗ gõ đỏ Nam Phi gồm có 8 ghế một bàn. Thành Luân đã lắp đặt xong và bàn giao cho gia đình nhà khách hàng. Cắt kính nước ngon này và mặt bàn là mặt liền. Bộ mẫu nuôi hoa hồng đục hai mặt như nhau. Bộ bàn ghế ăn này đục cả mặt sau là lui hoa hồng, rất là đẹp. 8 ghế một bàn chữ nhật, bàn là mặt liền, vân gỗ rất đẹp, chọn rất là cầu kỳ. Đây, riêng cái mặt bàn này chọn vân gỗ rất là đẹp. Bàn này có kích thước là 95 x 2m17, gồm một 8 ghế đục mẫu hoa hồng, đục cả hai mặt như nhau, tức là mặt trước cũng như mặt sau, không phân biệt trái phải. Nếu khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu một trong những sản phẩm tuyệt sắc đỉnh cao giống như thế này liên hệ ngay với Đồ Gỗ Thành Nhân tại cơ sở 1 ở đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, và tại cơ sở 2 là số nhà 71 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Đây là bộ bàn ghế ăn gỗ gõ đỏ Nam Phi gồm có 8 ghế một bàn, mẫu Louis hoa hồng, đục cả mặt sau, rất là đẹp. Chân quỳ và chân hậu là chân liền, từ dưới lên đến từ mặt đất đến chỗ dựa lưng là chân liền, gọi là cột liền. Phía trong này là bộ bàn ghế phòng khách cột 16 Tần Thị Hoàng gỗ hương vân đỏ Nam Phi, bộ này rất là khủng. Đây toàn cảnh phòng khách của gia đình anh khách hàng ở Thanh Hà, Hải Dương. Ngoài cái chất liệu gỗ hương vân đỏ ra, Thành Luân còn làm bằng gỗ gõ đỏ Nam Phi và gỗ hương đá Nam Phi. Ngoài cái bộ nội thất phòng khách và phòng ăn ra, thì anh khách hàng còn đặt Thành Luân rất nhiều những bộ giường tủ và bàn thờ. Chúng tôi đã lắp đặt xong ở trên gác, clip sau sẽ quay sau. Thành Luân xin tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại khách trong video.